không phải quan trọng là mình đi đâu, mà quan trọng đó là đi với ai. Em thích con trai chơi bóng rổ. Chúng ta cùng đi du lịch cùng nhau nhé. Tại vì anh đã đứng trước mặt em và tỏ tình với em nên em cũng sẽ đối diện với anh để từ chối anh. Dekuma, bộ sản phẩm dành riêng cho da mụn. Dekuma, hết mụn viêm, hết thâm sẹo. Giờ xin phép ba má cho con dẫn em Dung đi cắm trại. Con. Hôm nay anh sẽ dẫn em đi cắm trại trong một rừng nha. Em có biết là tại sao anh lại tỏ tình với em trong một không gian như thế này không? Thật sự thì cái này là ước mơ lớn nhất của anh từ lúc nhỏ. Anh luôn ước được một lần được ba mẹ dẫn tới cắm trại trong một khu rừng. Và cho tới lúc ba mẹ của anh chia tay nhau thì anh mới biết được là anh sẽ không bao giờ có thể lặp lại cơ hội đó một lần nào nữa. Và ngày hôm nay anh muốn hiện thực hóa ước mơ của mình ngay tại sân khấu này. Và anh muốn người ngồi kế bên anh là người mà anh yêu nhất. Ba mẹ anh chia tay nhau từ lúc mà anh vừa tốt nghiệp 12. Cho nên anh bị một cú sốc tinh thần rất lớn từ khoảng thời gian đó. Và anh trở thành một người tự kỷ. Cho tới bây giờ thì anh là một người rất là ít nói, nên anh không thể hòa đồng hoạt bát được như những anh chàng ở trên đó. Nhưng hồi nãy anh có nghe được là em thích đi dạo vòng quanh Sài Gòn. Thì anh là một người không thích đi dạo cho lắm. Và anh cũng không thích đi ra ngoài chơi. Hầu hết khoảng thời gian của anh là chỉ làm việc và làm việc thôi. Nhưng kể từ ngày hôm nay, tất cả mọi điều em thích thì sẽ đều là những điều mà anh thích. Vì đã lỡ yêu em rồi, chẳng dám nữa xa rồi. À, anh còn một món quà nữa. Em đợi anh tí nha. Em có thích thể thao không? Dạ không. Không hả? Anh thì lại rất thích thể thao. Môn thể thao mà anh yêu thích nhất là bóng rổ. Em thích con trai chơi bóng rổ. Vậy em có thích con trai thích Doraemon không? Có lẽ đối với tất cả mọi người ở đây thì nó không đáng giá là bao. Nhưng đối với anh nó luôn là một người bạn ở bên cạnh anh trong suốt khoảng thời gian mà anh bị trầm cảm. Cho tới ngày hôm nay anh muốn tặng nó cho em. Cái thứ nhất là anh muốn nó ở bên bảo vệ cho em. Nếu như ngày hôm nay em không chọn anh thì anh với em vẫn sẽ là bạn. Và em có đồng ý là sẽ đi chơi bóng rổ với anh trong một buổi gần nhất không? Đồng ý. Ở đây mới có 3 người thôi à. Giờ anh vẽ thêm một người thứ tư nữa trong gia đình mà anh mơ ước. Phải có ba mẹ vợ đó nghe. Có anh dâu nha, chị dâu nha. Ba mẹ vợ đàng hoàng nghe con. Giờ ở đây không đủ vẽ 5 người. À, con suy nghĩ kỹ đi con gái à. Anh vẽ không đẹp lắm nha, nên anh không biết vẽ mặt đầm như thế nào hết. Ba, đây có cha em nè. Hợp. Không hợp với ba con ơi. Ba là Nobita. Dạ. Người thứ tư, người đó có tên là Dung. Cảm ơn anh đã tặng món đồ mà anh quý giá nhất cho em. Và em chắc chắn em sẽ trân trọng nó. Anh cảm ơn anh. Cho ba mượn qua cái banh coi con.
con đủ chỗ nhiều lắm nha bà con, cô bác, hai họ, dòng họ hai bên nghe. Mà nó kêu hết nha. Con suy nghĩ lại nghe con. Và bây giờ, nào người anh em, tắt lửa đi. Chúng ta đến với màn tỏ tình thứ hai, xin mời. À, chào em, anh có thể mời em đi theo anh được không? Không được con. Ba mẹ xin trước. Ba mẹ trước. Ừ. À, ba mẹ ngồi chậm chậm ba mẹ. Làm như lên bàn rồi sao? Không có mình ra gì. À, ba mẹ có thể cho phép được con. Được con. Ok. Qua đi con. Dẫn em nó lên được không ạ? Muốn đi đâu thì đi. Mấy giờ về cũng được con à. Chào em. Chào anh. Thật sự thì bây giờ thì trước khi mà gặp em á, cái cảm giác của anh là rất là hồi hộp. Nhưng mà khi mà lên đây chương trình gặp em rồi thì cảm giác bây giờ nó chuyển sang lo lắng rồi. Bởi vì anh sợ là em sẽ không chọn anh. Nên là nếu mà có điều ước, anh sẽ ước là anh sẽ bắt cóc em ngay bây giờ để không ai có thể chọn em được nữa. Nên là... Nhưng mà điều đó chắc không được. Anh định phải đứng đây và tiếp tục tỏ tình với em. Em có thích nấu ăn không? Dạ không. Anh thích nhưng mà anh cũng không biết nấu. Nên là có gì đó chúng ta sẽ cùng... Mình cùng học. Mình sẽ cùng học nấu ăn. Thì anh nghĩ thì dần dần rồi nếu mà chúng ta có thể quen nhau được thì anh sẽ đem cái sở thích của anh truyền cho em. Và em sẽ đem những cái sở thích của em truyền cảm hứng lại cho anh nha. Người ta thường bảo có câu là không phải quan trọng là mình đi đâu, mà quan trọng đó là đi với ai. Nếu mà được đi với người mình yêu thì điều đó sẽ rất là thú vị. Và bây giờ thì anh rất là muốn đi du lịch. Chúng ta cùng đi du lịch cùng nhau nhé. Em biết đây là khung cảnh ở đâu mà. Lạ quá hả? Dạ. Đà Lạt. Sapa. Không phải. Đà Lạt. Hồ Xuân Hương kìa. Cãi. Nó có cãi với người lớn không à? Anh là người con trai Đà Nẵng. Và Đà Nẵng có rất là nhiều cảnh đẹp. Và đây là một trong số những cảnh đẹp đó. Đây chính là cái cầu tình yêu. Những cặp đôi khi yêu nhau thường sẽ đến đây cùng nhau khắc tên lên móc khóa và móc tại đây, ghi dấu cho chứng minh tình yêu của họ. Em cười rất là xinh. Em có thể cười một cái rồi. Em có thể nhắm mắt lại một chút không? Thì em mở mắt ra. Nụ cười em thật xinh, oh, oh, oh. Nụ cười em thật xinh. Em còn có một món quà cho em nữa. Em biết đây là gì không? Bánh à? Đây là mứt bưởi. Anh nghĩ khi đến với chương trình này, em sẽ là một người cực kỳ là thích hát. Khi mà mình hát nhiều quá thì đương nhiên thì mình sẽ bị viêm họng, đúng không? Thì món quà này nói hết nổi. Món quà này khi em dùng nó có thể giúp cho cổ họng của em được khỏe hơn. Và em quay mặt lại đi.
thì đây là cái hình của anh đã in nó vào đây. Cái lúc mà anh đang cười thì hy vọng là em nhìn nó anh sẽ luôn luôn giữ được trạng thái cười thật tươi trên môi. Ngoài ra thì anh đã cẩn thận anh in luôn cả Facebook của anh và cả số điện thoại nữa. Ôi, khi nào mà em không? Dùng con vậy là con bán mất này hả? Khi nào mà khi nào mà em dùng hết mất rồi thì có thể alo cho anh, hoặc là có thể inbox Facebook cho anh thì anh sẽ gửi thêm nó cho em. Hàng sử dụng là suốt đời. Thì như em đã biết thì những cặp yêu nhau khi mà đến với cây cầu tình yêu này á, người ta sẽ làm một hành động, đó là khắc tên lên móc khóa và móc tại đây. Anh muốn là một hành động nhỏ nhỏ với em, đó là chúng ta sẽ khắc tên của nhau lên móc khóa và móc tại đây. Rồi anh và em sẽ cùng nhau làm điều này nhé. Em có thể làm điều này ở cuối chương trình không ạ? Có nghĩa là em sẽ dùng nó làm sự lựa chọn. Được, anh nghĩ thì điều đó rất là hợp lý. Bởi vì anh coi như là nếu mà anh không phải là người may mắn được em chọn thì anh cũng sẽ là một người bạn xe duyên cho mối tình mới của em. Cũng được. Như vậy thưa quý vị, nào chàng trai. Chàng trai sẽ lên đây. Mời bạn lên cầu, đây. Còn cái này đưa chị giữ cho. Hoa anh chị giữ luôn cho. Ra bà mẹ lên nói chuyện. Tiền bạc của cải gì nữa không? Riêng mẹ Nguyệt ở nhà, mẹ Nguyệt đều cảm thấy là cảm động, rất là lãng mạn. Riêng về bạn này thì sâu sắc, còn bạn này thì vui tươi, có phần lãng mạn hơn. Thì con thấy sao? Con muốn hỏi ý kiến bạn của con ạ. Sai lầm thêm một khi kêu bạn ơi, thân. Trời ơi, gấu của mình mà cho bạn thân suối là bậy rồi. Bây giờ nè, theo quan điểm của con đây, con thích ai trong hai anh này? Dạ, con thích bạn anh số 2 ạ. Số 2 là anh này phải không? Dạ. Rồi thế nào nó cũng kêu là đừng có lấy anh này cho xe. Dạ, không. Bạn thân lắm. Em có nghe cái câu không? Tình yêu không, không có lỗi. Lỗi là ở người bạn thân. Dạ, dạ không ạ. Thế là theo nếu mà con chơi với bạn Dung được 2 năm nay rồi thì con sẽ hiểu tính bạn Dung như thế nào và cái cách chọn người của bạn Dung như thế nào. Thì con thôi tao nói giỡn vậy thôi giỡn chứ không thôi. Phải đâu. Dạ. Vậy. Cái đó là tính của con sao biết mà được. Mà lỡ đúng thiệt sao không ai biết được hả? Nói đi bạn. Dạ, theo em nghĩ thì là bạn sẽ chọn anh số 2 ạ. Và thưa quý vị, lời bào chữa vừa rồi của thân dụ chúng tôi chỉ là lời bào chữa thôi. Cảm xúc là của bạn, bạn hãy lựa chọn đi nào. Tôi thấy là mặt hai anh chàng rất là áp lực, rất là căng thẳng. Cho nên đưa cái chìa khóa ở đây nó có thể là hung khí đó con. Con sẽ đưa luôn ra lựa chọn của mình. Tại vì anh đã đứng trước mặt em và tỏ tình với em nên em cũng sẽ đối diện với anh để từ chối anh. Xin lỗi anh ạ. Và em muốn vẽ thêm gia đình mình vào quả bóng rổ mà anh đã tặng cho em. Ôm chia tay tạm biệt bạn nào. Anh đừng buồn nha. Thằng cái này đừng ôm xiết con nha. Thằng kia nó xiết con á. Không sao đâu bạn à. Mọi người ơi, không sao,
không sao. Còn đứa em của tôi nữa nè. Nói chung là đến với chương trình nó cũng là một cái duyên. Sau này hai bạn cũng có thể làm bạn với nhau. Thật ra là chương trình cũng rất là cảm ơn bạn ngày hôm nay thì có một màn tỏ tình rất là lãng mạn. Chúng tôi sẽ chúc cho bạn trên con đường thứ nhất là sự nghiệp lúc nào cũng thật là vững chắc, thăng tiến. Rồi, cảm ơn anh ạ. Cảm ơn chương trình, cảm ơn ba tư mọi người ạ. Cảm ơn bạn, chúc các bạn hạnh phúc. Đến ăn lối bước về sau thì thấy em gió thì có sẽ em. Hai đứa ôm nhau hoài vậy ta. Cái này thật quá nha, thật quá nha. Lỗi ở chỗ con bạn thân. Cái này là gì, có gì nè? Hai đứa ôm nhau hoài. Đôi trẻ giờ muốn làm gì làm. Nè, tặng lại cho bạn. Đây, em giao đi. Chúc đi nào. Thì bây giờ mình không có thể tỏ tình được với bạn nữ. Thì anh cũng chúc em có thể... Em quay đứng đi em ơi. Ừ. Nè, cô ơi, tỏ tình được. Tỏ tình được rồi. Anh cũng chúc cho em hai em hạnh phúc. Rồi, anh sẽ giao cái này cho bạn nữ nha. Chứ anh mà giao cho em thì người ta hiểu lầm nữa. Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn để có thể lắm. Thôi mình che nhẫn, em ơi, mình che nhẫn. Mình che lỗ rồi. Mấy mẹ, nãy giờ tôi có cái gì đó gọi là Dương Đông Kích Tây ở đây nè. Cái gì đó mà nó sai sai từ đầu rồi. Thôi bây giờ sao? Chương trình ơi, giám đốc sản xuất ơi, làm ơn mua vé cho tụi tôi về đi. Chưa đại thiệt lộ quýnh tôi thiệt luôn á. Trời ơi là trời. Cái gì vậy? Diễu Dương, thằng Linh ơi. Cảm ơn bạn rất nhiều. Em ơi, sự lựa chọn của em là hoàn toàn sáng suốt. Cố lên chàng trai. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần song ca của hai bạn nam. Hai bạn nam. Hai bạn nam. Em phụ họa, em đã chị phụ họa. Quy ơi. Dạ. Con qua phía này nè, mẹ cũng nghi nghi vậy nè. Ôm nữa dạ. Tại sao ông gặp ai ông cũng ôm, ông cũng không vậy. Dạ ba xuống. Không biết gì luôn. Không biết. Ba con không có xuống con như vậy. Ba chỉ nói là có cơ hội hôn nhỏ tới tấp đi vậy thôi.